Cái trò của cô phải không Ngọc Lan? Định giở chiêu trò gì nữa đây? Gì vậy? Gì nhớ tùm lum. Ngọc Lan, Ngọc Lan à, sao nằm ở đây? Ngọc Lan à, có sao không? Ngọc Lan, anh Giao, mở cầu Giao lên coi, nhanh, nhanh, mở cầu Giao lên. Ngọc Lan à, Ngọc Lan, tỉnh dậy đi Ngọc Lan. Con rít vừa phải thôi chứ. Cái gì? Tại chị ta ăn hiếp em chứ bộ. Ăn hiếp cái gì? Em không biết là Ngọc Lan sợ không gian khép kín à? Em làm như vậy lỡ Ngọc Lan có chuyện gì thì làm sao anh ăn nói với gia đình cô ấy đây hả? Mệt anh quá đi. Ngọc Lan à, Ngọc Lan. Cái gì? Ê Ngọc Lan, Ngọc Lan à. Ai cho anh đụng vô người chị ta? Bỏ ra. Em làm gì vậy? Người ta đang xỉu không thấy hả? Anh với chị ta đã ly dị với nhau rồi mà. Ngọc Lan. Vậy mà anh còn bởi vì mới kêu em phụ nè. Ngọc Lan à, tỉnh lại đi Ngọc Lan. Ngọc Lan à, Ngọc Lan. Em điên rồi hả? Nhưng mà
mà chị ta giả bộ đó. Em vừa phải thôi chứ, không thấy người ta đang xỉu hả? Xỉu cái gì mà xỉu? Anh không thấy hả? Chị ta mới vừa giơ hai ngón tay lên chọc em đó kìa. Giơ sao? Thì giơ vậy nè, còn ngoắc ngoắc vậy luôn nữa nè. Đi quá đi. Bực mình anh quá, nói gì cũng không tin hết á. Tự mình lo đi. Anh Giao. Bực mình anh Giao quá, không có tin em gì hết á. Đi quá đi. Công nhận bồ cũng ghê gớm thiệt á. Thắng lợi, thắng lợi. Thắng lợi cái gì? Thất bại thì có. Sao lại thất bại? Thì mình hành xử lén lút, tiểu nhân, thì coi như thất bại, coi như hàng kép về bản chất rồi. Sĩ diện hảo quá bồ ơi. Mình nói thiệt đó, nghĩ lại chuyện đó mình thấy mắc cỡ lắm. Bởi vì làm như vậy mình rốt cuộc cũng tầm phào và con nít giống hệt như ánh dao. Thôi được rồi, vấn đề là kết thúc vở kịch như thế nào. Ừ, nhân lúc Quốc An lau sữa trên mặt mình đó, mình lấy cớ đó để mình tỉnh lại. Hồi nhỏ mình cũng giả bộ làm xỉu vậy hoài à. Rồi sao, kể tiếp coi. Quốc An thấy mình rên rỉ như vậy mới lắp bắp hỏi. Ngọc Lan, Ngọc Lan, cô không sao phải không? Cô thật sự không sao phải không? Mình gật đầu. Anh ta mới nói, nếu như em không sao á thì tôi đi làm đây. Hả Mang, xong. Còn con quỷ kia nó có nói gì không? Hai người đó đi chung với nhau. Lúc chạy ra lan can nhìn xuống thấy họ sánh đôi với nhau. Tự nhiên mình nảy ra một ý định là mình muốn trả thù. Tính trả thù cách nào? Sau sự kiện ở trong nhà tắm đó, mình nhận ra là Quốc An vẫn còn tình cảm với mình. Vậy thì tại sao mình không làm cho ánh dao nó ghen tức lên? Mình lật cờ. Ly kỳ à nha. Mà nè, định lật cờ sao? Hoán dị. Hoán dị? Hoán dị là sao không hiểu? Có nghĩa là mình sẽ đóng vai vị trí của ánh dao, là tình nhân của Quốc An. Ánh dao sẽ nằm ở cái vị trí của mình. Đó, để cho nó hiểu được cái cảm giác như thế nào là đau khổ. Có khi nào sau đó tình cũ không rủ cũng tới không bà? Không bao giờ. Chắc chắn là không bao giờ. Mà tại sao bồ lại nghĩ là như vậy? Người ta nói tình yêu giống như một ngọn lửa. Gió sẽ làm bùng cháy những ngọn lửa lớn và làm tắt đi những ngọn lửa leo lét. Tình yêu của tụi mình chỉ là những ngọn lửa leo lét đó. Chuyện Quốc An ngoại tình với ánh dao chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Nhiều lần mình thấy bồ nấu ăn á, trình bày đẹp đẽ công phu, trong khi đó Quốc An thì nha, hồn nhiên trộn tất cả vào một tô. Tôi thấy hai người không hợp rồi đó bà. Nhưng mà lúc đó mình thấy bồ cứ cười he 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 he. Thì ban đầu mình cũng hơi hụt hẫng, nhưng mình cứ nghĩ anh ấy giản dị chân tình. Mỗi lần như vậy nó chỉ là một cái vết xước nhỏ thôi, nhưng mà xước nhiều lần, nhiều năm thì nó sẽ là áp xe. Nói chuyện hay quá ha. Bây giờ có một độ lùi, mình mới hiểu ra rằng thật ra tình yêu của mình với Quốc An chỉ là lòng ái mộ và sự gần gũi khi sống cạnh nhau thôi. Tan hoang thiệt rồi. Cái gì tan hoang? Thì tình cảm của bồ với Quốc An chứ cái gì. Yêu đương là cảm tính. Khi mà tình yêu mà đem ra cân đo đong đếm được á, thì còn gì là yêu, đúng không? Chi, mình có chuyện này muốn nói với bồ. Chuyện gì nói lẹ đi bà. Sếp Minh Tâm. Dạ, alo. Dạ, em xin lỗi sếp, tại vì tối hôm qua em thức khuya quá cho nên sáng nay dậy muộn, bây giờ em mới dậy. Dạ, em tới liền, em tới liền mà. Dạ, em cảm ơn sếp. Trời ơi, quên mất tiêu là hôm nay có hẹn với sếp. Cứ tưởng là sếp sẽ chửi mình te tua, à dè sếp chỉ biểu là mình tới nhanh thôi. Hư ghê luôn á.
cứ lo chuyện thắng thua mà quên hết mọi chuyện. Ai mà dám mắng ái nữ? Mình á, mình chẳng có thấy ông sếp nào như Minh Tâm hết. Cưng chiều nhân viên hết mực. Bồ biết không? Trịnh Hòa hả? Nhân viên mà lo tơ mơ á. Đuổi liền. Đuổi cổ liền. Đuổi như đuổi mũi vậy nè. Mà thôi đi lẹ đi bà. Mà nè. Nãy kêu có chuyện gì muốn nói đi. Không nhớ nữa, quên rồi. Thôi để lúc nào mình nhớ mình kể. Trời ơi. Chi? Ăn mặc lôi thôi về đi làm thấy kỳ quá. Mà bây giờ về nhà thay đồ thì cũng trễ nữa. Có bộ nào hiền hiền cho mượn đi. Hiền hả? Đồ hiền hả? Thật sự ra là mặc giày thôi đi làm cũng được. Nhưng mà từ sau khi ly dị, mình không muốn xuất hiện trước mọi người với bộ dạng lem nhem bèo nhèo vậy. Đúng rồi. Càng đau khổ trong tâm can thì càng phải hoành tráng về dung mạo ngồi đó đi bà. Thấy không? Lúc nào cũng phải sáng loáng vậy nè. Đó, xịt đầy người thơm phức vậy nè. Ngồi đó chờ xíu đi. Có chuyện gì? Dạ thưa sếp, sếp ký cho em mấy giấy tờ này. Dạ đây sếp. Dạ bên này nữa. Sao mấy hôm nay tình hình khách sao rồi? Dạ vẫn ổn mà. Doanh số vẫn đạt được như mục tiêu công ty mình đề ra. Ừ, cố gắng giữ chân khách nha. Dạ. Ừ. Em xin phép. Chào. Dạ. Em. Mời vô. Người đẹp. Mà người đẹp ơi, tôi lấy cua về lên ngày mai. Em chuẩn bị kịp không vậy? Dạ kịp chứ, sở trường của em là đi gấp mà. Anh nhớ chứ. Nhưng đó là chuyện của trước kia. Anh nghe nói là sau khi ly dị, con người ta thay đổi như gió vậy đó. Câu này là của Tú Tiên. Anh bắt chước ra nghe. Em nghĩ chuyện chia tay không có gì để phải đùa hết. Anh xin lỗi. Thật ra anh chỉ muốn làm cho em vui thôi. Sếp có thể cho em biết đặc điểm của tour khách ngày mai không ạ? Tour 20 người. Đều là các cụ lớn tuổi 60-70 không? Dẫn người lớn tuổi đi, cực đó. Dạ, sếp yên tâm. Đó là chuyên môn của em mà. Không phải chuyên môn, mà là chuyên gia cao cấp. Anh đã dặn Quế Trân chuẩn bị một số thuốc cần thiết trước cho em rồi đó. Chút xíu em qua gặp Quế Trân để lấy đi nha. Dạ em xin phép. Mà Lan nè, ban giám đốc quyết định sau chuyến đi này sẽ tăng lương cho em đó. Ủa sao vậy? Em đâu có gì đặc sắc đâu. Có chứ. Trong hồ sơ của em đang cầm có đầy đủ bản sao của những khách hàng họ gửi cho em đó. Họ khen em nhiều lắm. Em cũng biết đó. Đâu có bao nhiêu hướng dẫn viên du lịch mà chịu đựng được khách hàng lớn tuổi đâu. Thì em cứ xem họ giống như là cha là mẹ của mình thôi. Em đi. Dạ alo. Đi Côn Đảo hả chị? Dạ chị ơi. Chừng nào xanh vậy chị? Khoảng tháng nữa. Cảm ơn em. Lâu quá mới gặp mà nghe. Em đi về phòng. Em liên hệ với chị được mà. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Alo. Dạ chào chị. Nè. Dạ bên em giải quyết rồi đó chị. Quế Trân. Dạ bên chị nếu đi. Sếp nói với chị là qua gặp em để lấy thuốc đó. Tour. Dạ. Chị. Riêng á. Dạ. Chị gặp sếp. Dạ rồi. Chị thấy dạ. Sếp có gì lạ không? Chị đến công ty. Chị đâu có thấy gì đâu. Cá nhân của gia đình mình nhé. Dạ. Chào chị. Chị nhìn kỹ chưa? Chị nhìn từ đầu xuống chân, rồi nhìn từ chân lên đầu. Mà tại sao phải nhìn kỹ? Tại vì như theo em biết đó, là chị chỉ có mấy ngày không tới công ty thôi, mà sếp mọc thêm mấy cọng tóc bạc. Nè, bộ sếp trả tiền cho em để em đếm tóc bạc cho sếp đó hả? Không có, nhưng mà như theo em biết đó, mấy ngày chị không tới công ty thôi,
thì mấy đoàn của chị phải giao cho người khác. Mà lúc nào cũng có chuyện hết trơn à. Người thì làm một cụ già bị lên huyết áp. Người thì hả làm lạc mất một cụ ông. Bị phàn nàn quá trời luôn. Sếp đó, sếp biết là gia đình chị có chuyện nên không có gây áp lực. Chị đi làm lại chắc là sếp mừng lắm ha. Chị thấy sếp cũng bình thường mà. Thấy là bình thường hay là thấy thương? Chị chưa đi Pleiku bao giờ. Em cho chị mượn cái bản đồ du lịch với lại sổ tay địa lý dùng đó đi. Sao chị không qua hỏi sếp đó? Thôi mà, làm ơn đừng có ghẹo nữa. Sượng lắm. Sượng thì sượng, mà thương thì thương. Sượng thì sượng, mà thương thì thương. Thôi đi, giỡn hoài. Alo. Tới luôn đi em. Ngọc Lan, tâm địa của cô thật xảo quyệt. Đúng rồi đó. Lại tiếp nha. Của Ngọc Lan là ai vậy? Vợ của ổng đó. Ghê quá vậy. Thôi lo làm đi, vô trễ em chửi bây giờ đó. Cô không ngờ cô độc ác như vậy. Cô định đuổi công việc tận tôi hay sao? Anh nói cái gì không ngờ? Cái gì độc ác? Cái gì đuổi cùng diệt tận? Giữa tôi với anh ai là người có lỗi anh biết mà, đúng không? Sáng nay Trịnh Hòa đã hủy toàn bộ đơn đặt hàng quảng cáo công ty tôi rồi đó. Thì sao? Tôi có can hệ gì? Cô có biết là tâm huyết hàng tháng trời của tôi đổ sông đổ biển hết? Có người cô bây giờ tệ như vậy đó hả? Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì hết, tôi không liên quan gì hết. Thôi đủ rồi. Tôi không ngờ con người cô lại thay đổi nhanh như vậy. Quốc An, chẳng lẽ sống chung với nhau bao nhiêu năm anh không hiểu, không biết tính tôi hay sao? Thì bởi vậy tôi mới nói là tôi không ngờ nè. Anh nghe nè, tôi nói là một lần cuối là tôi không có liên quan gì hết. Quỹ đơn đặt hàng hay hợp đồng của công ty anh với Trịnh Hòa là có vấn đề gì đó. Các mối quan hệ làm ăn giữa hai bên tôi không có liên quan. Tâm địa của cô thật xảo quyệt. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi còn có việc cần phải làm đây. Anh muốn gì để về nhà tính. Cộng Lan, Cộng Lan. Nghe nè Ngọc Lan, nói lớn lên. Tôi không nghe gì hết trơn. Trời ơi, tôi muốn cắt cổ bà quá. Tại sao bồ lại nói Trịnh Hòa quỷ hợp đồng với Quốc An? Đàn ông mà nhu nhược, không dạy được con quỷ nhỏ đó thì trị cho nó biết mặt. Mình đã nói với bồ là chuyện tình cảm không có xen vô công việc. Mình biết là bồ rất là thương mình. Nhưng mà trời ơi, mình không muốn xử sự như một kẻ tiểu nhân. Mình không muốn bị ai mạt sát hết. Trời 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 ơi, tôi tức bồ quá à. Bồ lúc nào bồ cũng cao siêu đẹp đẽ. Nhưng mà bồ thấy không, tụi nó đối xử với bồ quá hèn hạ. Bây giờ ai lem nhem, ai hèn hạ thì tự lương tâm người ta thấy xấu hổ. Mấy ngày qua mình cảm thấy mình đã xấu hổ. Mình hèn hạ lắm rồi chi à. Kệ đi, trị một lần cho nó tẩn tới già. Bồ bậy với mình lắm. Bồ có biết bồ phá hỏng cái kế hoạch của mình không? Cái gì? Cái gì mà bậy, cái gì mà phá kế hoạch hả trời? Mình đang có ý định hâm nóng lại tình cảm với Quốc An, kế hoạch làm người thứ ba. Mà bồ phá hỏng, hư bột hư đường hết rồi. Kiểu này Quốc An sẽ rất là hận mình, sẽ coi mình không ra gì. Trời ơi, đã ly dị rồi mà sợ chồng cũ coi thường, gì kỳ vậy? Không phải vấn đề là mình sợ ai coi thường. Cái chính là mình tự cảm thấy mình coi thường bản thân mình đấy nè. Ngậm máu phun người thì miệng mình là dơ trước.
Thôi được rồi, bây giờ bà muốn cái gì hả Lan Ngọc? Mình muốn bồ nói với Trịnh Hòa khôi phục lại hợp đồng với Quốc An đi. Mình năn nỉ bồ đó hiện chi? Có cần mình quỳ xuống mình lại bồ không? Dạ dân, bà giống bà nội tôi quá Lan Ngọc à. Thôi được rồi, tối nay tôi về tôi nói chuyện với Trịnh Hòa. Kiểu gì cũng bị Trịnh Hòa chửi là lộn xà lộn xộn cho xem. Nhưng mà chị ơi, nếu như vì chuyện của mình mà hai vợ chồng bồ gây gỗ là mình không muốn đâu, mình ngại lắm. Lan Ngốc ơi, bồ không phải là người ảnh hưởng đến tầm quan trọng như vậy đâu. Thôi thôi thôi, thỉnh thoảng cũng phải cho Trịnh Hòa nó gây sự đi ra ngoài chiêm chuột một tí. Tôi siêu diễn viên mà, đừng có lo. Mà nè, tối nay bồ qua tôi ngủ nha. Không được, còn phải về sửa soạn quần áo đồ đạc, sáng ngày mai mình dẫn khách đi tour. Thôi thôi thôi, bỏ cái chuyện về nhà đi. Bấy nhiêu đó chuyện chưa đủ cho bồ mệt mỏi hả? Về tới nhà nhìn mặt hai đứa đó như cái mền á. Quyết định như vậy, tối qua mình ngủ mình xếp cho vài bộ đồ. Cùng lắm lên đó mua mấy bộ đồ mới. Với lại... Với lại cái gì? Mình đang có nhiều chuyện với Trịnh Hòa lắm. Mệt mỏi. Mình muốn tâm sự với bồ một tí. Căng thẳng lắm. Ok, tối qua mình nha. Vậy thôi đó hả? Nè, đi đứng đàng hoàng nha. Dạ, đi đứng tập tập cho nó miệng mại lên coi. Gì đâu, cô đi nè. Đi đàng hoàng nha. Thư tỉnh lên coi. Biểu diễn mà mặt mù vậy đó hả? Cô kêu mặt thư tỉnh chứ phải mặt bí sĩ. Các cô nên nhớ, các cô là người mẫu, đang chụp hình cho cái quảng cáo quan trọng của tôi. Biết chưa? Cậu nữa, xin lỗi cái gì? Làm ăn vậy đó hả? Nè, nghe chưa? Tập trung vô. Đó. Trời ơi, mặt bí sĩ vậy. Mặt tươi lên, tươi lên. Mọi người tập trung, mặt tươi lên nha. Các cô nhớ đây là show quảng cáo đó, chứ không phải là show làm công quả. Đi làm lấy tiền mà. Tươi lên, tươi lên. Thiệt tình. Cậu chụp hình nữa, chụp đi. Cô Thanh Mai, nhìn bả im im vậy đó, chứ thời chiến tranh bả là văn công solo á. Tiếng hát ác tiếng bơm. Hồi đó tôi tấn công quá trời luôn mà không được, giờ nói đại. Dạ, anh lâu trông vậy mà ghê ha. Thiệt không cô? Thiệt cái gì? Chuyện tấn công hay là văn công? Cả hai chuyện cô. Cô Ngọc Lan ơi, chuyện đó để chú giải thích cho. Tấn công là bí mật, còn chuyện văn công là thiệt đó. Mấy ngày tới cô tha hồ mà nghe cổ hát. Đúng rồi cô Ngọc Lan, chương trình mình đi sao cô Ngọc Lan? Dạ, con định một chút nữa tới nơi thì con sẽ thông báo luôn. Nhưng mà bây giờ cô chú sốt ruột thì thôi con kể luôn cũng được. Nhưng mà trong cái túi hồ sơ phát cho mỗi người là có đầy đủ thông tin về chương trình. Nhưng mọi người cần thì có thể xem ngay bây giờ cũng được ạ. Nghe cô nói hay hơn chứ. Đúng đó Ngọc Lan. Ngọc Lan nói luôn đi. Dạ. Mình có đi biển hồ đúng không cô Ngọc Lan? Dạ có. Trong chương trình chúng ta có đi thăm biển hồ để ngắm nhìn đôi mắt Pleiku ạ. Đã hơn 30 năm rồi, cô cũng chưa quay lại biển hồ. Dạ, vậy hả cô? Cô Ngọc Lan ơi, cô giới thiệu lại về Gia Lai đi. Sáng giờ cô nói quên hết rồi, cô dắt người già đi là vậy đó. Dạ rồi, để con sẽ nói lại. Gia Lai là một tỉnh miền núi ở phía bắc cao nguyên Trung Bộ, trực thuộc Tây Nguyên Việt Nam. Và ngày tái thành lập là ngày 12 tháng 8 năm 1991. Có diện tích là 15.100... Thôi thôi, nói mấy cái số liệu đó nghe khô khan quá cô Ngọc Lan ơi. Hay là cô Ngọc Lan hát một bản nhạc về Tây Nguyên Gia Lai Pleiku thân yêu đi. Đúng rồi, đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi đó, hát đi cô Ngọc Lan. Nhưng mà con hát dở lắm. Không sao đâu, hát đi cô. Hát đi cô. Dạ rồi, con xin hát tặng cô chú một tình khúc đẫm mù sương về Pleiku. Ca khúc mang tên Còn một chút gì để nhớ, phổ thơ của Vũ Hữu Định, nhạc Phạm Duy.
Cô chú nào thuộc bài hát này thì hát cùng với con luôn nha. Dạ. Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thắm thật gần. Anh khách là đi lên đi xuống, may mà có em, đời còn dễ thương. Em Pleiku mà đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều, quanh năm mùa đông. Nên tóc em ướt và mắt em ướt, nên em mềm như mây chiều trong. Phố núi cao, phố núi trời gần, phố xa không xa nên phố tình thân. Đi dăm phút đã về chốn cũ, một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm. Mai xa lắc trên đường biên giới, chú gì để nhớ để quên, còn một chú gì để nhớ để quên. Cô ơi, của cô phòng số 9. Cảm ơn con. Dạ, của cô chú phòng số 7. Cảm ơn cô nghe. Dạ, vô khóa phòng của chú đi. Cảm ơn. Anh làm tôi bất ngờ quá. Đây là tour dành cho khách trung niên. Ở đâu anh lọt vô được đoàn này vậy? Hey. Lọt vô đoàn hay là lọt vô mắt cô? Tôi nói giỡn thôi. Mẹ tôi đăng ký đi du lịch, vì bận đột xuất quá nên tôi phải đi thay. Chìa khóa phòng của anh nè, phòng số 13. À, anh nhớ tối nay 7 giờ tập trung ở khu sinh hoạt văn hóa Công Chiên nha. Mai mà có em, đời còn dễ thương. Vô duyên. Thưa các cô chú, thông qua buổi sinh hoạt văn hóa Cồng Chiên tối nay, con xin phép được giới thiệu sơ qua về ý nghĩa của Cồng Chiên đối với người Tây Nguyên. Đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, Cồng Chiên là báu vật, thứ báu vật gắn chặt với lịch sử của cả một đời người. Tiếng chiên như sợi dây tâm linh nối kết con người với các đấng siêu nhiên, giúp con người bày tỏ niềm mong ước của bản thân cũng như của cộng đồng đối với thần linh. Cồng Chiên Tây Nguyên không chỉ hấp dẫn và độc đáo ở kỹ thuật diễn tấu đa dạng, mà nó còn là biểu tượng cho đời sống của các tộc người, là nhân tố kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Con mời các cô chú đi theo vào bên trong ạ. Nè, thủ lĩnh yên tâm, có trợ lý khóa đuôi rồi. Có phải vậy không cháu? Dạ, không phải trợ lý đâu cô. Ảnh cũng là khách đi tour giống như cô chú vậy thôi. Không, cô thấy chú này cô nghi là trợ lý đó. Lúc nào cũng ghi ghi chép chép, y như là trợ lý luôn vậy đó. Dạ, lý tình gì con cũng không biết, nhưng mà miễn sao ảnh không quậy là được rồi. Quậy cái gì đâu quậy cháu. Cô thấy chú này á tốt bụng lắm đó. Mới vừa lúc nãy đưa cho cô kem chống mũi, để tối nay cầm phát cho mọi người, để khỏi bị mũi cắn đó cháu à. Vậy hả cô? Ừ. Còn có cô hướng dẫn viên nhảy đẹp nữa. Cô cứ khen hoài làm con mắc cỡ quá. À, cũng trễ rồi, để con mời mọi người ăn nha cô. Ừ đúng đó, cô cũng thấy đói rồi, hay mời mọi người ăn đi con. Các cô chú ơi,
mình bắt đầu ăn thịt nướng và uống rượu rồi nha. Con mời cô chú tập trung qua đây. Giải thoát cho nó. Đời là bể khổ, sinh nó ra mà không cho nó được một gia đình đầy đủ là có tội. Nhưng mình hoàn toàn có khả năng là một người mẹ đơn thân mà. Bồ không phải là nó. Bồ đang ở đây tự hào về ông già dù ông đã mất. Có công bằng không khi đứa trẻ sinh ra không được hưởng cảm xúc đó? Tốt nhất là giải thoát cho nó trước khi nó kịp nhận thức được. À, sao tự nhiên bồ hỏi vậy? Đừng có nói với mình là bồ có thai nha. Làm gì có. Mình đang nói là nếu mà có thì tốt. Alo, tới Pleiku chưa bà nội? Tới từ chiều rồi. Tới từ trưa xong gọi điện cho tôi. Làm tôi tưởng xe lật đèo rồi bà. Điên quá đi. Bộ đang làm gì đó? Mình đang không biết làm gì nên quyết định phá phách chơi gì đó. Mình đang sơn mỗi ngón một màu nha. Nè, ngón cái màu đỏ, ngón trỏ màu xanh, ngón giữa màu cam, áp út màu tím, còn ngón út nha, vàng lumino luôn. Bồ thấy chưa, các ngón chân xinh của tôi đang rực rỡ, là các màu rất là hòa hợp với nhau. Ngón chân của Hiền Chi mà giờ có trát sình lên thì cũng rực rỡ nữa. Mình không biết nó có đẹp hay không, nhưng mà mình hình dung là nó rất là vui mắt.
giống như phim hoạt hình á. Thôi đi, nói cái chuyện ăn chơi hưởng thụ với bồ nó không khác gì nói chuyện với đầu gối bà ơi. Sao, trên đó có gì vui không, kể tôi nghe coi. Vui lắm, đoàn của mình vừa mới tham gia sinh hoạt cồng chiêng xong. Trời, đã quá ha, chắc là thích lắm hả? Ừ, thích lắm Hiền Chi ơi. Ở trên này nó vừa có cái nét gì đó cổ cổ xưa xưa, vừa vẫn giữ được cái nét hoang sơ của thiên nhiên. Bồ biết không, nhìn thiên nhiên mình mới tin là chỉ có thiên nhiên mới cảm hóa được con người. Và đứng giữa thiên nhiên mình mới thấy nỗi đau của mình rất là bé nhỏ. Trời ơi, bà sến cũng vừa phải thôi. Bà thiếu mỗi cái nước bà làm thơ thôi đó bà. Mình nói thiệt đó, mình mà có nhiều tiền là mình lên đây mình mở khách sạn liền. Mong là như vậy. Ngày mai đoàn của tụi mình sẽ đi thăm biển hồ, một trong những nơi danh lam thắng cảnh đẹp nhất thành phố Pleiku này. Bồ đúng là hạnh phúc, được sống giữa thiên nhiên. Còn mình á, bị nhốt giữa 5-6 bức tường đây nè. 5-6 bức tường gì? Ui, thì 4 tấm chung quanh tường là đúng rồi đúng không? Cái tấm trên đầu mình á có tên là bố Trịnh Hòa ha. Cái bức thứ 6 á là bố Tiền ha, lúc nào cũng phải cầm nắm trong tay á. Hiền Chi, sao tự nhiên bữa nay bồ nói cái gì kỳ vậy? Giỡn thôi. Tối nay Trịnh Hòa lại đi công tác rồi, mình lại phải kêu đồ ăn nhanh. Ủa vậy còn chị Sáu giúp việc đâu? Ừ, mình cho dĩ đi coi cải lương rồi, bảo thằng buồn hoài à. Ở chung một nhà mà hả, hai người như hai cõi á, chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Mặc dù tâm lý giống y chang như nhau luôn. Bồ nói y chang nhau là y chang cái gì? Trời ơi bà ơi, bà Sáu đâu có ưa gì tôi, cũng cắn răng chịu đựng cái tính đành hanh của tôi làm thuê để kiếm tiền. Còn tôi đây nè, có hạnh phúc gì đâu, cũng tự nhốt mình trong 6 bức tường để có tiền chứ sao. Hiền Chi, bồ nói gì vậy, bồ làm mình lo quá. Có chuyện gì xảy ra với bồ vậy hả? Lúc này tôi không có được khỏe. Vậy bồ đã đi bác sĩ chưa? Không khỏe chứ không phải là có bệnh, việc gì phải đi bác sĩ. Tính đi tập yoga nhưng mà cái tính mình chân không ngồi một chỗ được, phải chạy, không kiên trì được. Mình mới mua cái thẻ VIP 5 triệu đó, khi nào bồ về mình cho bồ ha. Thôi, mình không có xài đâu, cái đó mắc tiền lắm. Trời ơi, mắc cái gì mà mắc, có 5 triệu bạc, thêm số 0 nữa còn chưa ăn thua đâu bà. Nè, làm ơn stop giùm mình đi nha. Bồ có biết là chỉ cần 5 triệu thôi là biết bao nhiêu người ta đổi đời không? Biết rồi. Ca cẩm gì ca cẩm hoài. Cái gì vậy? Chi? Bồ bị cái gì vậy hả? Trời ơi, sơn chưa có khô mà nói chuyện với bồ trầy hết rồi. Tiêu mấy ngón chân, hư luôn cái mền rồi. Trời ơi, là mình hết hồn à. Mình nói thiệt nha, bồ á, bồ là phải đi học yoga để cho cái tính nó trầm bớt đi. Không, rủ ai với rủ tôi không có được, cực hình lắm. Mai mốt bồ về mình cho bồ cái thẻ 5 triệu yoga đó. Đã nói là mình không có xài đâu mà, nợ bồ hoài không biết gì nào mới trả được. Không lấy đúng không? Không lấy thì mình quăng vô thùng rác đó nghe chưa. Cái thứ tình bạn mà so đo tính toán đây cũng không cần dứt luôn nè. Trời ơi, tôi lấy được chưa? Lấy ai thì lấy, đâu có cần phải la lớn lên đi vậy. Hiền Chi, nói nghe nè, mình cúp máy nha, tự dưng mình thấy mắc ói lắm. Cô nói chuyện cũng đáo để lắm. Nè, hôm nay đốt lửa trại có gì vui không? Dĩ nhiên là vui rồi, tiếc cho những ai đến nơi mà đi về sớm. Có gì vui, cô kể nghe coi. Thì tụi tôi đi vòng xoan nè, đốt lửa trại nè, uống rượu cần, ăn heo quay. Anh làm gì vậy? Ê, hèn chi, người cô toàn là mùi heo. Hahahaha.
Biển hồ là một trong những hồ đẹp nhất ở Việt Nam. Vì sao chúng ta lại gọi là biển hồ? Đáp án là vì biển hồ thì mặt hồ gần sông nên là gọi là biển hồ. Anh tỉnh lại đi. Anh sao vậy? Bộ này gọi là bộ heo TV không ạ? Đây nha.